Bác đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em nhé. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cái dòng vang cơ SV20. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của PS Audio. Và ngày hôm nay thì có một video rất đặc biệt em muốn dành tặng cho tất cả anh em khán giả đã và đang theo dõi kênh cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Cái mẫu sản phẩm PS Audio SV20 đấy cũng đã quá quen thuộc với anh em rồi. Thời gian đầu tiên của năm ngoái đấy, các bác và anh em chơi cái mẫu này rất là nhiều. Và hiện tại thì bên cửa hàng Tùng Audio vẫn đang sẵn hàng với mẫu PSV20 này. Nhưng ngày hôm nay ấy, thì bên em sẽ không đưa ra mức giá để bác và anh em lựa chọn nữa. Và em muốn để bác và anh em vào đây kiểm định. Và anh em muốn đưa ra cái mức giá hợp lý để bác và anh em sở hữu cho mình một con SV20 như thế này. Và giá khởi điểm là 1.800.000, anh em có thể là hạ giá xuống. Và bên Tùng Audio sẽ chấp nhận với tất cả mức giá thành của anh em. Đấy, khi các bác và em gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương nhé, 0979629336. Mẫu sản phẩm vang cơ này thì được rất nhiều bác và anh em ưa chuộng rồi. Về mặt hình thức thì ngay bây giờ cùng với em Tùng là thử trải nghiệm. Và các bác và anh em cứ thoải mái đưa ra cái mức giá hợp lý. Các bác và anh em nếu muốn chọn lựa cái dòng sản phẩm này, các bác và anh em cứ gọi điện trực tiếp và đưa ra cái mức giá hợp lý. Và bên em Tùng sẽ bán cho anh em với cái mức giá mà các bác và anh em cảm thấy là ok với cái dòng sản phẩm vang cơ chính hãng của PS Audio. Đây, hình thức của hộp của em vang cơ PS Audio SV20 đây các bác và anh em ạ. Đấy, bao gồm dây cắm nguồn đi kèm này, bút điều chỉnh này, giấy hướng dẫn sử dụng có đầy đủ nhé. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của PS Audio nhé. Đấy, và có anten Bluetooth cho các bác và anh em kết nối lấy tín hiệu qua TV, máy tính hay điện thoại di động này. Đấy, và đây là hình thức của em PS SV20. Mẫu này thì đã quá quen thuộc với anh em rồi. Một mẫu vang cơ chơi gia đình hợp lý bởi vì có cái chế độ tính năng ECHO rất mượt. Và ngoài ra thì có FPS chống ú cực kỳ ổn định. Có mặt màn hình đèn led cho bác và anh em. Ở volume cũng được thiết kế đèn led nhé. Mẫu này có đầy đủ các giải cho bác và anh em điều chỉnh này. Có delay, repeat. Đấy, tất cả các giải bass, mix, chép đầy đủ cho phần mix, phần nhạc và phần echo luôn. Các bác và anh em có thể điều chỉnh theo ý thích phòng hát gia đình nhá. Và bây giờ thì cùng với em Tùng cắm điện lên đây và để xem nào. Và các bác và anh em đưa ra cái mức giá như thế nào để hợp lý với cái dòng sản phẩm PSV20 này. Thông thường thì các bác và anh em thấy rằng là người bán sẽ đưa ra cái mức giá và người mua cảm thấy hài lòng, ưng ý thì họ gọi điện đến và đặt hàng, đúng không ạ? Nhưng với em Tùng thì khác nhé. Hôm nay có một cái video vô cùng đặc biệt như thế này. Đấy, em đưa ra cái mức giá là 1.800.000. Còn các bác và anh em tự trả giá xuống và tự trả giá xuống nhé, đừng trả giá lên. Trả giá lên thì coi như là đang bán đấu giá rồi, trả giá xuống các bác nhé. Đấy, và hiện tại thì mẫu này thì còn khá là nhiều. Anh em nào thích cái dòng vang cơ này, chính hãng nữa, PS Audio SV20 giá thành hợp lý thì liên hệ trực tiếp qua em Tùng. Mẫu này thì có bảo hành của hãng lên tới 12 tháng này, có mã QR cho bác và anh em cào nhận hàng check này. Đấy, và mức giá thành hiện tại thì em sẽ không nói ở đây. Các bác và anh em cứ thoải mái trả giá bên cửa hàng Tùng Audio nhé, 0979629336. Đấy, đây là số điện thoại của em. Các bác và anh em kết bạn qua Zalo này, muốn xem hình thức này. Đấy, muốn xem về các cái tính năng như thế nào thì liên hệ trực tiếp qua em Tùng. Ok, và đây em nói lại về những cái tính năng cơ bản của dòng vang cơ PS Audio SV20 cho anh em sử dụng với phòng hát gia đình này. Đầu tiên thì có reverb. Mẫu này thì thực chất cái reverb của nó, em nói nó nằm mặc định trong máy rồi. Các bác và anh em có điều chỉnh như thế nào nữa thì tiếng reverb nó vẫn như vậy thôi. Đây là em nói thật lòng cho bác và anh em như vậy. Mới với một cái dòng vang cơ PS Audio SV20. Đây, và tiếp theo là các giải tính năng delay, repeat. Giải bass mix chép đầy đủ ở phần echo này, bass mix chép đầy đủ phần nhạc, phần mix. Các bác và anh em điều chỉnh chi tiết làm sao là các bác và anh em nghe nhạc cảm giác ưng ý với cái khả năng thẩm thấu của bác và anh em về âm thanh ấy. Các bác và anh em tự điều chỉnh. Còn bên em thì nếu như các bác và anh em đồng ý bên em setup trước ấy, thì em sẽ setup trước cho các bác và anh em một cái chế độ làm sao để về các bác và anh em chỉ cần ghép đối với âm ly này hay là cục đẩy thôi là các bác và anh em đã hát được trải nghiệm âm thanh rồi. Mẫu này thì có rất nhiều các đường kết nối khác nhau, không thiếu bất kỳ một cái đường nào các bác ạ. Có cổng cắm USB nhé, cổng Bluetooth này, cổng quang này, đường dây AUX1, AUX2 này. Anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính, điện thoại di động đầy đủ giúp em. Đấy, và ba cái phím volume rất quan trọng được thiết kế đèn led rất đẹp của phòng hát gia đình. Một con vang cơ đầy đèn led như thế này không thể thiếu được, đúng không anh em? Có echo này, có phần mic nhạc này. Đấy, các bác em thấy đèn led này, anh em có thể vặn lên để nhìn được cái đèn led nó hiển thị ở trên con SV20 này nhá. Đấy, ngoài ra thì có hai cổng mic mặt trước, các bác em có thể cắm mic dây hoặc là mic không dây, mặt sau có thêm cổng mic nữa, các bác em cắm thoải mái các bác ạ. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng thử một chút chất âm của PS Audio SV20. Cái mẫu này đầu năm ngoái anh em đánh giá rất là cao bởi vì thứ nhất đây là dòng sản phẩm chính hãng này, có tên thương hiệu đầy đủ cho bác và anh em yên tâm về cái mặt chất lượng này. Thứ hai nữa là về phần chất âm của em PS SV20 này sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác khoan khoái khi chúng ta trải nghiệm phòng hát gia đình cực kỳ là mượt mà, cực kỳ là êm ấm các bác ạ. Mẫu này anh em có thể là điều chỉnh theo ý thích nhá. Đấy, còn ngoài ra thì bên em sẽ setup trước chế độ của các bác. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
10 12 5 6 7 8 9 10 12 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, đấy em đợi đến cái tiếng echo nó dừng lại cuối cùng em mới dám nói cho bác và anh em nghe thấy. Tiếng chất lượng echo của em PS Audio SV20 có đúng như lời em Tùng đang quảng cáo hay không? Tiếng quá tuyệt vời đúng không ạ? Cái giải echo của em này rất là mượt, thật sự là rất mượt các bác ạ. Em cảm thấy rất ấn tượng với mẫu PS Audio SV20 này. Đúng là một mẫu mà năm ngoái các bác và anh em ưa chuộng rất là nhiều, và đến thời điểm bây giờ cũng rất nhiều anh em đang đi tìm cái dòng sản phẩm PS SV PS Audio SV20 này để chơi và phục vụ pháo hát gia đình. Và nếu như anh em nào muốn cái mức giá thành hợp lý nhất ấy, thì các bác và em cứ liên hệ trực tiếp qua Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại là 0979 629 336 để được nghe em Tùng tư vấn về cái dòng sản phẩm PS Audio SV20 này và hưởng cái mức giá thành mà các bác và em nghĩ là nó phù hợp với cái bộ van này, và các bác và anh em bỏ tiền ra nó phù hợp vào cái chất lượng cái sản phẩm của bên Tùng Audio đang bán cho anh em. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ để lại cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm Vanker PS Audio SV20. Xin chào.